Ok, hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Ôi rồi anh em ơi, tôi vừa mới quay trở lại sau 3 ngày bị ban ở trên YouTube. Có cái thằng nào mà nó ác thế như này, nó lại report cái video cũ của tôi, cái video từ hôm mùng 7 ấy tôi up lên ấy. Đấy, report là bị coi như là liệt vào trong cái danh sách là vi phạm nguyên tắc cộng đồng về khỏa thân, tình dục khỏa thân. Ơ, thế thì hao hao nhở? Rõ ràng là clip của tôi phục vụ đối tượng trẻ là chính. Đấy, đối tượng trẻ các bạn mà còn vẫn còn đang đi học. Chả có một cái gì gọi là tình dục khỏa thân ở đây cả. Thế mà có thằng nào nó ác thế, nó report tôi anh em ạ. Dã man thật. Mà có cái gì đâu, ở trong cái video cái hôm mùng 7 tôi up lên ý, là ở trong cái ảnh bìa của nó có cái chụp cái con Lula. Đấy, thì nó có một chút là nó quay cái mông nó chổng đít vào màn hình thôi. Nó gọi là bước lên xe, cái xe anh em, thì nó chổng đít vào mặt màn hình, mà đấy nó chỉ là cái ảnh bìa thôi, thế mà cũng bị report. Cay, tôi cay vãi đái luôn. Thế là tôi coi như là tôi bị ban từ hôm mùng 8 đến bây giờ. Đấy, có cái ngày hôm qua ấy là tôi vừa mới coi như là hết cái thời hạn là bị ban. Thì hôm qua tôi up lên clip, là thực ra là cái clip ngày hôm qua ấy là clip từ hôm mùng 8 rồi. Đấy, nó lại như thế anh em ạ. Mà tôi cay cái bọn anti fan, mấy cái thằng hater 9 ý, thì tôi phải cay cái bọn YouTube 10. Ai ngờ rõ ràng nhá là tôi là bị report đúng không? Tôi bị report thì tôi mới coi như là kháng cáo. Đấy, để cho bọn YouTube nó biết là tôi không phải là cái nhà sản xuất nội dung về tình dục. Tôi không có làm clip sách. Đấy, thế nhưng mà vấn đề ở đây nó là cái gì? Cái bọn này nó lại như này các anh em ạ. Nó lại là nó phải có thời gian xem xét. Bố tiên sư nhà nó xem xét mất 3 ngày. Chỉ có một cái thư gửi về cho tôi, đấy chính là sẽ làm việc trong thời gian sớm nhất, tối đa 3 ngày. Ôi mẹ, nó cho quả tối đa luôn anh em ạ, dã man. Ngồi khóc luôn. Đấy là chưa kể là có một cái cơ chế của cái bọn YouTube này nó rất là buồn cười. Đấy là cứ biết là report ý, nếu mà bị report ý thì cứ ban cái đã. Đấy, nó gọi là chạm trước rồi coi như là kháng cáo sau. Đấy, cứ ban cái đá rồi kháng cáo xong thì bố mày đợi, bố mày để bố mày xem xét. Cay thật đấy, đúng là sân chơi của bọn nó anh em ạ. Mình phải theo rồi, nhưng mà nói chung là tôi cay. Cay vãi đài luôn thề. Đấy, xong rồi cuối cùng bọn nó xem xét, bọn nó thấy là cũng bình thường. Bọn nó thấy là cái việc mà tôi làm cái đấy thì nó cũng là câu view các thứ thôi, chứ thì nó cũng tha cho. Đấy, chứ không là bị một phát coi như là một vạch thì thôi xong. Lại mất coi như là mất ăn mất ngủ anh em ạ. Chứ còn bình thường xem xét kháng cáo thì mất 3 ngày thôi. Còn nếu mà giả sử như mà nó xem xét xong ấy, mà nó đúng là như thế thật ý, thì úi rồi anh em ơi, thế thì mất 1 tháng luôn. Mất 1 tháng là coi như là không được up clip luôn. Đấy. Nhưng mà không, tôi cũng làm YouTube lâu năm, tôi cũng biết cái gì là làm được và cái gì không làm được chứ. Có điều ở đấy anh em thấy nó có cái những cái kẽ hở làm cho những cái đứa mà nó ghét tôi ý, à, nó có thể nó dựa vào cái kẽ hở đấy rồi nó coi như là nó làm những cái trò như thế anh em ạ. Quay thật. Thế là đầu clip này thì tôi cũng xin phép anh em là nhắn nhủ đến mấy cái thằng hater, mấy cái thằng coi như anti tôi, tiên sư bối là chúng mày đéo xem thì cút nhá, rảnh quá à, rảnh quá à, mà vào đây mà report thế thôi. Anh em ạ, thế thôi, chỉ là thế thôi. Còn tôi nói thật với anh em là mấy cái thằng report tôi ấy, nó không report được ấy, nếu mà nó report sai ấy, là tôi không có làm điều đấy mà nó report tôi ấy, là tôi report ngược lại được mà. Đấy, tôi vừa mới report lại ngược cái thằng đấy luôn. Thì cái thằng đấy, tài khoản của nó là bị bay màu ở trên YouTube. Đấy, có tất nhiên là đấy nó, tôi biết là đấy nó là cái tài khoản clone. Nhưng mà thôi, không sao cả. Đấy, mày cứ lập, tao lại nhắn tiếp cho mày tiếp này. Mày có lập bao nhiêu cái click clone thì tao report hết nhá. Không ngại. Tôi ngại đéo đâu. Nhá. Bao nhiêu cái thằng anti, kể cả là kênh khác, kênh nào mà nó đối đầu với tôi, nói thật với anh em là dở rồi. Đấy, ở ngoài người ta có pháp luật, ở trong YouTube nó cũng có luật ở YouTube, anh em cứ yên tâm. Đấy, tôi ngày trước là tôi bị dính cái vụ này rồi anh em ạ, nên là tôi hiểu luật lắm anh em ạ. Với cả bây giờ ấy, cái kênh này, kênh của tôi là thậm chí là có một cái nó gọi là gì nhỉ, giống kiểu thư ký ấy. Thì tôi làm kênh này nhưng mà tôi có một thư ký là nhân viên ở YouTube, là trực ở cái kênh này luôn. Đấy, tôi có một cái người nó gọi là trợ lý ở YouTube riêng, trợ lý riêng.
dành cho người sáng tạo nội dung. Đấy, không phải ai có đâu, nhưng mà tôi có. Tôi có một cái người trợ lý riêng. Đấy, chuyên làm việc với tôi về những cái vấn đề liên quan đến YouTube, mà không phải là đi liên hệ với cả bọn support YouTube. Bọn support YouTube của nó làm chung, còn tôi có một cái người riêng để chuyên là xử lý những cái vụ đấy. Đấy là tôi ngại gì đâu. Còn tất cả những cái video ở trên kênh của tôi ấy, là nó đều có đăng ký là bản quyền của từng video một luôn. Đấy, nó gọi là content ID đấy. Đấy, nên là về bản quyền thì nó không bao giờ sợ cả. Đấy, còn vấn đề về đấy, report về cái vụ là nguyên tắc cộng đồng ấy thì có người xử lý cho, nên là cái vấn đề đấy tôi cũng chả lo, tôi chả lo lắng gì cả. Mà dạo này chúng nó đánh ảo thế nhở anh em nhở. Vừa gặp cái thằng có Skull Hunter 2 sao mà nó eco ạ. Tôi đéo hiểu kiểu gì luôn. Skull Hunter 2 sao bỏ bài ra eco. Tôi cũng phải bó tay luôn đấy. Có 2 sao là tôi chắc chắn là tôi đánh chuỗi thắng. Mà thậm chí là cái con đấy là cái con 2 tiền nhá, 2 đô 2 sao nhá, nó rất là khỏe đấy. Đấy, ví dụ như tôi bây giờ tôi đang có cái con zipper 2 sao này thì chắc chắn là nó là rất khỏe rồi anh em ạ. 2 đô 2 sao nó khỏe hơn 1 đô 2 sao rất là nhiều. Khỏe lắm. Thế mà không hiểu sao. Cứ tiền to 2 sao thì nó sẽ hơn tiền bé thôi. Chắc chắn đấy anh em ạ. Co mà ví dụ như là 4 đô 2 sao thì chắc chắn là nó hơn là 3 đô 2 sao rồi. Hay 5 đô 2 sao thì đương nhiên. Đấy, nhưng mà ví dụ như là những cái con 2 tiền ấy, 2 đô ấy mà nó lên 3 sao thì nó lại to hơn là 3 đô 2 sao hay là 4 đô 2 sao. Nhưng mà 5 đô 2 sao thì là 2 đô 3 sao ấy với cả 5 đô 2 sao ấy là nó tương đương nhau, với sức mạnh nó tương đương nhau. Đấy. Đấy, nếu còn nếu mà chơi co là 3 đô 3 sao thì nó lại mạnh hơn cả là 5 đô 2 sao. Anh em nhá. Nó sẽ mạnh hơn 5 đô 2 sao. Đấy. Bởi vì là tôi nghĩ là nó có một cái phân kiểu như là phân tách theo kiểu giá tiền ấy. Đấy, 3 đô 3 sao thì tiền nó to hơn là 5 đô 2 sao. Chính vì thế nên là nó khỏe hơn. Đấy, còn 4 đô 3 sao thì đương nhiên là nó sẽ khỏe hơn là 3 đô 3 sao rồi. Anh em cứ chơi co là 4 đô 3 sao thì chắc chắn anh em sẽ khỏe hơn. Đấy. Tất nhiên là nó phải xếp ở cái hàng là carry nha anh em nhé, tướng carry. Tướng carry nói chung ấy, chứ không phải là tướng support mà anh em lại so sánh với là tướng carry đam đâu. Nó có phân loại tướng ở trong cái bảng tướng ấy, ở sách tướng ấy, anh em ra ngoài sảnh chính anh em vào cái sách tướng nó sẽ phân loại. Thì cứ tướng carry là so sánh như các cái con tướng carry với nhau ấy, thì anh em thấy là carry 2 đô thì lúc nào nó sẽ yếu hơn carry 3 đô ở cùng một cái mức sao. Tôi gặp cái thằng có chuỗi chưa nhỉ? Gặp rồi anh em ạ. Còn hai thằng chưa gặp. Fana vậy là round sau là sẽ gặp thằng Hàn Quốc. Ở round 11 là gặp thằng Hàn Quốc. Ui thằng này to đấy. Thằng này đã kẹp vào là 2 bit và có con ốc rồi. Con ốc 2 sao, khả năng thua. À đúng đúng. Úi giời, con gấu đá nó lướt hay quá. Được quá nhở. Vớ vẩn này, chuẩn bị có chuỗi đây này. Tôi chuẩn bị có chuỗi đấy. Chơi gì đấy nhỉ? Hôm nay chơi gì nhỉ? Beat đây là chơi chơi mết đấy. Ui, mết rồi, mết rồi. 12 con rồi. Trận này chơi 12 con rồi anh em ơi. Bình tĩnh nha. Ba human đã này. Trận này khả năng cao chơi 12 con đấy. Tôi sẽ mua human trước, con rồng mới tính sau. Rồi. Thôi cứ tính sau đây anh em ạ. Để xem nó ra cái gì chơi sau nhá. Còn đầu clip như thường lệ, tôi xin được cảm ơn các anh em đã ủng hộ cho kênh trong mấy cái ngày vừa qua. Tôi xin được cảm ơn anh em Nguyễn Tuyển và anh em Phước Dô đã trở thành các anh em hội viên mới trên kênh. Cảm ơn hai anh em đã ủng hộ kênh bằng cách đăng ký hội viên. Cùng với đó tôi cũng xin được cảm ơn anh em Trần Mạnh, anh em Mập Lâm, anh em Phạm Việt Tùng, anh em Vũ Trọng Hay, anh em Thiết Trần, anh em Xó Phương, anh em Quốc Sới, anh em Hùng Mạnh, anh em Mạnh Thiên Trần, anh em Trương Anh Tuấn,
anh em Phạm Minh Tuấn, anh em Dương An, bạn Dori 669 và anh em Phạm Tuấn Minh. Cảm ơn các anh em đã trích một phần thu nhập của anh em để ủng hộ tôi và ủng hộ kênh. Cảm ơn tất cả các anh em rất nhiều. Chuyện này ý định ban đầu của tôi là tôi định chơi 9 mét fake anh em ạ. Nhưng mà bây giờ nó lại ra con gấu mết này này. Gấu mết thì chơi 12 con nó là quá chuẩn bài rồi anh em. Nói chung là tôi nhắc đi nhắc lại với anh em rất nhiều lần rồi. À, nếu mà ra con gấu mết thì chúng ta hãy chơi cái bộ 12 con bởi vì nó rất mạnh. Gấu mết ở giai đoạn đầu game nó chỉ cần ra một con, nó chỉ cần là một sao thôi nhưng mà nó gánh lắm rồi. Nó rất khỏe rồi. Đấy. Một con này là thực ra là một sao nhưng mà tôi phải nói thật là giai đoạn đầu nó không khác gì một con 5 đô. Với những cái cú lướt liên tục. Đấy. Tôi bây giờ tôi chỉ còn thiếu một con human nữa thôi. Là chúng ta đủ 6 human. Cái mốc để chơi cái bộ 12 con ấy là trước round 15 có đủ 6 human là chơi được. Là chắc chắn là chơi được cái bộ 12 con. Nếu mà trước round 15 đủ 6 human. Đấy. Mạnh quá rồi anh em ạ. Cái tầm này thực ra thì tôi cũng chả cần con gấu mết nó phải lên 2 đâu. Tôi chỉ cần ra đủ 6 human sớm thôi là tôi chơi được luôn. Đấy, tôi 6 mết vào 6 human ở level 9. Đấy, thế thôi. Chứ còn tôi không tham gấu làm gì. Chỉ cần mồi ra được một con gấu mết thôi là chúng ta có thể khẳng định là chơi cái bộ 12 con được rồi. Chứ còn không nhất thiết là phải đưa con này lên 2. Nó không giống như cái bộ assassin hay là cái bộ beat đâu. Cái bộ beat hay bộ assassin thì cái con gấu assassin ấy nó cần lên 2. Đây này, đủ bộ rồi anh em ơi. Ồ, đủ bộ luôn. Trước round 15 luôn nhá. Đấy, trước round 15 đủ bộ luôn. Thế thôi. Thế thì trước round 15 mà đủ bộ thì có lẽ là chúng ta sẽ nghĩ đến cái việc là round 15 là cho vào lấy 4 quyển sách. Cho human vào lấy 4 quyển sách ở round 15. Đó. Sau đó chúng ta lên 8, chúng ta sẽ chơi 6 human ở level 8. Tạm thời là chơi 3 mét thôi. Lên 9 thì chúng ta sẽ là 6 mét. Ok. Rồi. Sách này tôi chỉ dùng để cắn lên thôi nhá anh em nhá. Tôi chỉ dùng để cắn lên level thôi, up level thôi. Đấy. Ui, cắt chuỗi luôn này. Khỏe quá anh em ơi. Gặp thằng Hunter. Nhưng mà Hunter tầm này tuổi gì mà đánh với cả cái bọn mết đâu. Anh em ạ. Nó clear quá khỏe luôn. Cắt chuỗi luôn. Hay quá. Chuỗi dài đến 8 trận thắng liên tiếp từ cái nhà Hunter. Ngon. Rồi. Thậm chí là bây giờ tôi lên 8 luôn thì vẫn được ấy nhở. Bây giờ tôi bán cái con gấu tôi lên 8 luôn không? Lên 8 kẹp vào là 6 human luôn không? Được chứ còn gì nữa. Luôn chứ còn gì anh em ạ. Thôi thôi thôi. Gấu gì cái tầm này anh em ạ. Ui có anh em hỏi có phải là game today. Đúng rồi, game today đấy. Tôi đây mà, không phải cái gì. Không phải cái gì nữa. Tôi đây, khổ. Tôi đây chứ còn ai nữa. Đúng rồi bạn ơi. Đúng rồi. Ôi trời, có Gladiator à. Gladiator thì cũng không ngại lắm. Tí 5 rồng thì không ngại. 5 rồng 9 mét thì không ngại. À quên, với cả đầu clip thì tôi chia sẻ với anh em là trận này tôi định chơi 9 mét fake. Đấy. Và 9 mét fake co là cái con Swordman. Theo yêu cầu của anh em Nguyễn Quốc Minh Nhật. Anh em Nguyễn Quốc Minh Nhật là donate cho tôi cơ. Donate cho tôi và yêu cầu cái bộ đấy. Thì hôm nay tôi làm. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ nâng cấp lên. Bởi vì bây giờ nhá, cái trận đấu này này, cái bài nó ra như này ấy, thì chúng ta sẽ nâng cấp nó lên thành một cái tầm cao mới. Đấy là không những là nó là con Swordman ở trong bộ 9 mét fake, mà chúng ta sẽ chơi Swordman ở trong cái bộ 9 mét hàng real luôn. Ok chưa? Anh em thấy ok không? Tức là chúng ta chơi hàng real 9 mét 5 rồng 4 gót. 9 mét 5 rồng 4 gót co Swordman. Úi ôi, thế chắc là nó mạnh lắm nhờ anh em nhờ. Chúng ta có một cái con Swordman nó gọi là tối thượng. Nó vừa coi như là xoay liên tục này. Nó lại vừa đóng đá đối thủ này. Úi ôi, mạnh lắm. Không biết là như nào luôn. Đấy, hôm nay là tôi chơi hẳn cái bộ đấy luôn cho anh em Nguyễn Quốc Minh Nhật xem cho nó sướng. Đây rồi, sắp băng chấn phái ở bộ 9 mét đây rồi. Ok. Chúng ta chơi toàn là bộ tối thượng thôi, chứ không chơi được kiểu
fake coi như là fake lửa mùa nhá anh em nhá. Chơi cái bộ fake thì con Swordman cũng mạnh đấy. Đấy, Swordman lên 3 sao xoay thì cũng mạnh đấy. Cũng đồng đá đối thủ đấy, cũng khống chế khỏe đấy. Mỗi tội là không có xoay được liên tục thôi. Thì trong trận đấu ngày hôm nay tôi làm quả xoay liên tục luôn anh em nhá. Cho quả 4 mét luôn. 4 mét rồi thì à 4 gót 9 mét luôn. 4 gót 9 mét rồi còn 5 rồng nữa. Vào phát tung trưởng, được không nhỉ? Có đủ 5 rồng không nhỉ? Không biết, tôi nói chung là tôi cũng chưa bao giờ chơi kiểu đấy. Có thể là nó sẽ không đủ 5 rồng. Mà chúng ta chỉ chơi là 3 rồng thôi, 3 rồng 9 mét 4 gót. Ờ chắc là không đủ 5 rồng đâu. Chắc là tôi nhầm đấy, không đủ. Nếu mà chơi 5 rồng là hết slot. Ui, cẩn thận. Không. Không thể mất chuối ở cái giờ phút này được. Ok, nhưng mà không có sách. Ây à. Ui, ra đủ gấu rồi này. Ra đủ gấu nhưng mà có tham không? Không. Không anh em ạ, tham cái gì? Không. Từ từ, không chơi gấu, từ từ nhá. Bây giờ có đủ mét thì tôi cho vào thôi. Bây giờ bởi vì tôi đang thiếu một con mét ấy. Anh em ạ, tôi đang thiếu một con mét. Bây giờ đủ mét là tôi cho vào, tôi không câu gấu ở đâu, tôi không câu gấu làm gì cả. Gấu bây giờ ấy, nó kích hệ thôi. Anh em ạ, tầm này cho cái con Thunder Spirit nó gánh luôn. Dồn đồ cho Thunder Spirit gánh là được rồi. Hy vọng là có thể lên được 12 ở trận này để có thể chơi được cái bộ tối thượng. Nếu mà ở 11 thì chúng ta sẽ chơi được hai gót. Hai gót kết hợp với cả 9 mét thằng Ryu và con Scottman. Ui, trận này có gót đỏ nhá. Cẩn thận này, mất chuỗi round này bây giờ. Ui, mất chuỗi thật anh em ạ. Thôi xong rồi. Nó lại cướp đúng vào cái con. Ơ, có được không? Vẫn sống. Hay quá anh em ơi. Cứ tưởng là nó lướt được thêm phát lửa thì khả năng toang là cao. Nhưng mà không. Hay quá. Thiếu một con mết luôn anh em ạ. Chơi là nó cũng hơi sợ ở cái giai đoạn này. Tôi nghĩ là phải roll rồi. 5 mét trời hơi căng. Nguy hiểm, roll cái đã. Rồi tính. Ui, đây rồi anh em ơi. Ui. Thôi. Gấu đéo rồi. Ôi dồi, ra rớt anh em ạ. Được quá luôn. Rớt trong cái bộ 6 mét. Tuyệt vời. Được. Trận này là cơ hội là chơi là quá là ngon luôn anh em ạ. Vớ vẩn, còn 100% máu đến hết game như. Có khi nào như thế không nhở? Có khi nào nó như thế không nhở? Nhở. Ui, khỏe quá anh em ơi. Rồi, 6 mét là nó khác bọt lắm anh em ơi. Cộng là tới 60% đam. Đam phép. Cộng 60% đam phép thì có ngại gì mấy cái thằng mà nó chưa kẹp Marine đâu. Kể cả là beat bây giờ đủ bộ chưa chắc đã ăn được tôi đâu nhá. Bây giờ beat đủ bộ, cái tầm này beat đủ bộ chưa chắc đã ăn được. Nhưng mà chưa, 18 này chưa thằng nào đủ bộ đâu. Làm gì đã đủ bộ beat được. Rồi để xem là round 19 gặp ai nào. Thằng boss bio top 2 à. Boss bio top 2. Level 6, 6 assassin. Trận này lắm thằng chơi assassin nhá. Có cả 9 assassin fake kìa. 9 assassin fake với 6 assassin thằng Ryu. Không sợ. Chỉ có lộn lên thôi. Lộn tăng cơ xuống phía dưới thôi. Gây đam ở lộn lên trên là xong. Không sợ lắm. Assassin thì nói chung là cái tầm này không có cửa bạn ạ. Chưa kẹp kháng phép vào thì sợ gì đâu. Mặc dù con rớt của tôi rất trượt đấy nhá. Hay quá. Tuyệt vời. Lên 12 rồi. Trận này chắc chắn là lên được 12 rồi. Với một cái bài nó xanh nó to như thế này thì khó lắm. Ra gấu mết là sướng lắm anh em ạ. Chơi 12 con quá ngon luôn. Không phải đắn đo nhiều. Bởi vì làm sao? Bởi vì là nếu mà ra gấu mết sớm ấy, nó kích hoạt cái bộ 6 mét sớm anh em ạ. Cái bộ 6 mét ấy, cái sức mạnh của nó tương đương với bộ 9 mét luôn. Nó chỉ có không có cái hiệu ứng nóng đá thôi. Đấy, còn về cái bản chất của nó ấy, là cái sức mạnh nó gia tăng
nó giảm cái kháng phép của đối thủ ấy là cũng là bằng với cả bộ 9m luôn. Nên là nó rất là mạnh. Nó rất mạnh luôn đấy. Đấy mà cái bọn bình thường nhá, cái bọn 9m ấy là anh em cần phải ra là con Grim, đúng không? Bắt buộc phải ra Grim mới có thể là chơi được cái bộ 9m. Đấy, hoặc nếu anh em muốn chơi 6m thì anh em bắt buộc anh em phải ra được con già. Thì để mà form được cái bộ 6m nó rất khó. Nó cần cái con 4 đô. Cũng như là cái bộ 9m nó cũng cần cái con 4 đô. Đấy, mà con 4 đô ấy ở trong bộ 9m thì nó bắt buộc nó phải ra là con Grim. Là chỉ có một con duy nhất thôi. Còn ở trong cái bộ 6m thì nó chỉ có một con duy nhất là cái con già thôi. Là cái con 4 đô thôi. Nên nó rất khó. Đấy, nhưng mà nếu mà anh em câu ra con gấu mết ấy thì cái câu chuyện nó rất dễ. Nó không cần ra con già, nó cũng form được cái bộ 6m. Nên là cái bộ này nó rất mạnh. Nó là mạnh bởi Seleji. Mạnh bởi Seleji nó mạnh, chứ không phải là mạnh bởi tướng. Đấy, tướng thì có thể nó vẫn gọi là mạnh, nhưng mà tất nhiên là nó sẽ không thể so sánh với gấu đá hoặc là so sánh với cả con gấu assassin được đâu. Đấy, nhưng mà nếu mà nó kẹp vào cái bộ 6m thì nó thật sự là nó phải nói là sức mạnh của cái con gấu mết này nó quá mạnh. Anh em nhìn này. Đấy, tôi thậm chí là tôi còn không ăn được. À, cái thằng Glitter nó còn không ăn được tôi cơ. Glitter cũng to phết rồi đây anh em ạ. Xả hết tiền rồi đấy. Đấy, bin ngồ định xả tiền để cắt chuỗi tôi đây, nhưng mà không ăn được. Mặc dù là nhìn nó cũng rất to đấy nhá. Rất to, full 2 sao rồi. Đấy, nhưng mà không ăn được đâu. Không dễ thế đâu bạn ơi. Không dễ thế đâu. Rồi. Đấy, trận này đánh vô vẩn nó lên được 11 luôn này. Ở round 22 mà đã lên được 11 rồi là anh em biết là cái độ xanh của trận đấu này như thế này, và cầm chuỗi như thế này ấy, là không bao giờ mất chuỗi luôn. Anh em có tin không? Tôi mà cầm cái chuỗi xanh như này thì không bao giờ mất chuỗi luôn. Khẳng định với anh em luôn là trận này chắc chắn là nó là 100% máu đến hết game rồi. À không, không được 100% máu đến hết game bởi vì là tôi mất máu rồi. Đấy, nhưng mà cái chuỗi này nó sẽ được giữ đến hết game luôn. Ui, cái thằng này bây giờ không có cửa nhá, nói cho nhanh. Cái thằng này bây giờ ấy, này, thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa. Nó đã là 6m rồi bạn ơi, và nó đã là level 11 rồi. Thì kể cả bạn có form được cái bộ 6 đỏ kẹp với con người nước đi chăng nữa thì nó vẫn chỉ là 2 gót. Đấy, bây giờ phải lên level 10. Thằng ấy nó phải lên level 10 thì nó mới là 4 gót 6 đỏ. Không ăn thua. Còn tôi bây giờ tôi mạnh lắm rồi anh em ạ. Rồi, chuẩn bị tiếp theo thì tôi sẽ là 5 rồng. 5 rồng trước nhỉ. Chắc là tôi nghĩ là nó sẽ là 5 rồng trước. Sau đó thì nó sẽ là 9m. Ơ nhưng mà trận này kiểu gì mà không ra con rồng nào anh em ạ. Bây giờ tôi mới để ý nhá. Anh em có thấy không? Từ đầu game đến giờ không ra kể cả con rồng 1 tiền nhá. Rồng 1 tiền này, rồng con rồng 3 tiền mà tôi con pack ấy cũng không ra. Mặc dù tôi đã pick rồi đấy, tôi chọn rồi đấy. Nó không thấy ra nhỉ? Ừ. Lạ thế chứ này. Hiện tại là chúng ta cũng đang có được một cái bộ 2 gót ở đây để kết hợp để cho con Thunder ấy nó xẻ quạt liên tục anh em ạ. Chính vì thế là tôi sẽ không mua con Dark Spirit, là nó là vì thế. Co bây giờ chúng ta đang là con Thunder nên là đây rồi. Ui giời. Đợi mãi. Round 26 là vớ vẩn là lên được 12 rồi. Ở round 26 trong khi là lúc đấy là các bạn mới bắt đầu là chớm level 10. Những cái thằng mà Eco là nó lên level 10. Đây rồi, hay quá nhờ. Đấy, thằng Hắc Bạch kia là mặc dù là nó ra được cái con ấy sớm đấy, con Skull Hunter sớm đấy mà không chơi, bây giờ lại chơi kiểu Eco, tức là muốn nó khổ dâm cơ. Bây giờ có 6 máu kìa anh em kìa. Có 6 máu đi bây giờ ăn thua gì. Ồ, gặp tôi khi tôi đẩy phát đi luôn ý. Mà nói chung ý là cái tầm này thằng nào gặp tôi thằng đấy khóc thôi anh em ạ. À, khóc ra từng mán luôn. Không nói nhiều. Ê, ô, ui rồi cái gì đấy. Yêu hiểu. Đùa. Không nhìn thấy gì anh em nhá. Lạ lắm cơ, lạ lắm cơ. À, nó thực ra cũng không lạ lắm đâu anh em. Cung đen 3 rồi, cung đen 3 nó khác anh em ạ. Con cung đen 3 nó mạnh lắm. Nói chung là cái tầm này tôi làm gì có con nào mà nó khỏe đâu.
Anh em thấy không? Đội hình chỉ tất cả thì phụ thuộc vào mỗi con Thunder Spirit thôi. Thunder Spirit thì cũng chỉ là một cái con, tôi nói rồi, từ đầu game tôi nói ở đây. Anh em có nhớ không? Đấy là co, mà nó là cái con co ấy, mà là 3 đô, đúng không? 3 đô 2 sao thì nó không thể nào mà nó tính tiền được bằng những cái con co là 2 đô 3 sao. Đấy, tôi nói luôn từ đầu game rồi, anh em nhớ không? Đấy, anh em nhớ, nếu anh em mà không nhớ anh em có thể lục lại, tua lại cái đoạn vừa đấy. Đấy, tôi nói vẫn là coi như là chuẩn logic nha anh em nhá, chuẩn logic. Trong game không có gì sai luôn. Đấy, còn anh em nào mà thấy tôi sai là bởi vì anh em thua, anh em không xem cái đoạn mà tôi có chia sẻ đầu game. Đúng không? Anh em thua chứ gì, anh em khai thật đi, anh em thua đoạn này luôn đúng không? Ủa đây rồi, giáp băng đây rồi. Trấn phái anh em ơi. Rao 25 có trấn phái tuyệt vời. Giáp băng rồi, chính là trấn phái ở bộ 9m đây rồi. Ok. Vẫn chưa lên được 12 nhưng mà cũng sắp lên được rồi. Nếu không có gì thay đổi thì thế nào ra 30 cũng lên được 12 thôi. Đấy, còn nếu mà thắng được thì không nói làm gì, nếu mà kể cả bây giờ thua. Bây giờ thua đến lúc mà round 30 tôi vẫn sẽ lên được 12 anh em ạ. Yên tâm nha anh em nhá. Trận này chắc chắn là chơi được cái bộ mà tôi nói rồi. Nhưng mà tôi tính lại rồi anh em ạ, không đủ slot để chơi 5 dòng. Chỉ chơi được 9m 4 gót thôi, kẹp số Woodman thôi. Chính vì thế là chắc là tôi bán đi thôi. Rồng không chơi được anh em ạ. Bây giờ hiện tại là chúng ta đã có thể chơi được là 6m rồi, kẹp với số Woodman rồi. Đấy. Assassin Fake. Assassin Fake. Ok. Chơi ở level 6 luôn. Được bạn ơi. Hơi đen nhỉ, round 26 vẫn chưa lên được con ốc 3. Nhưng mà nó ăn được tôi. Ơ thì hóa ra là cái layup của mình nó bị yếu à? Có phải không? Ui lại triệu ma pháp này, ngon quá. Đang cần anh em ạ, đang cần huyết triệu có ngay. Hay thế nhở. Đồ rất đẹp luôn nhá. Rồi. Rồi cứ từ từ, không vội anh em ạ, không vội, không phải vội, thế nào cũng sẽ lên được rồi. Thua thì ra 30 lên được nha anh em nhá. Đấy, bây giờ cứ tích tiền á. Tí nữa chúng ta sẽ có 50 tiền để chúng ta roll cái con Squidman 3 sao. Lúc đấy tôi roll thêm một cái con Thunder Spirit 3 sao nữa cho chắc kèo top 1. Đấy, chắc kèo top 1 luôn, đánh chắc kèo top 1 luôn. Chơi lên được cái bộ tối thượng chẳng nhẽ lại không top 1. Rồi. Chỗ này tôi thấy là Assassin là khá là nhiều. Assassin là nhiều. Thằng God này à có BKB rồi, thằng này có BKB rồi, thế thì nó ăn tôi đấy. Không ăn được. Tầm này gót đỏ 4 gót rồi anh em ạ, thì tôi không ăn được. Với cả cái bọn gót đỏ này, máu nó xuống thấp ấy. Lúc mà máu nó xuống thấp thì nó khỏe lắm. Cái tầm đấy là tôi cũng phải là 4 gót cơ. 4 gót 6 mét thì ăn được. Già này. Ok. 4 gót 9 mét. 4 gót 9 mét thì lại ngon luôn, lại ăn được cái bọn gót đỏ luôn. Trận này thì gót đỏ cũng không sợ lắm đâu. Tôi thì thực ra đến round 30 tôi tối thượng thì tôi cũng không ngại. Đấy, tôi chỉ ngại là cái bọn Exorcist là hơi ngại một chút. Exorcist là tí nữa là nó sẽ kẹp vào được cái bộ Marine ấy, khi mà có Tsunami này, có Siren. Đấy. 6 Exorcist lại có bất tử nữa thì đánh nó cũng hơi căng. Sáng sói liên tục ạ, vãi đái thật. Assassin Fake. Assassin Fake. Ăn được không? Ăn được không? Ui, ăn đi, ăn rau này đi. Cho tôi ăn rau này đi. Hay quá. Có sách rồi. Hay quá bạn ơi. Cảm ơn nhá, gặp ngay cái thằng sát thủ Fake. Được. Rồi. Bây giờ lên được 12 rồi anh em ơi. 9m cái đã, 9m cái đã, 9m trước đã. 9m trước đã anh em ơi. Xem nào. Đây, bán này đi. 9m vào. Úi dồi, 9m Squidman. Đủ bộ luôn. 9m 4 gót. Co là Squidman. Nhưng mà từ từ đã anh em ơi. Bây giờ tôi tạm thời tôi cứ cho cái con Squidman nó chưa cầm đồ vội. Cho Thunder cầm đồ đã anh em ạ. Để cái con Thunder này nó cầm đồ. Bởi vì là Thunder ấy nó đam diện rộng và nó khỏe hơn.
tí nữa khi mà cái con Sportman nó lên 3 sao thì tôi sẽ cho cái con Sportman cầm đồ anh em nhá. Đừng vội anh em ạ, đừng vội, từ từ đã. Bây giờ là cứ đánh để giữ máu đã. Giữ máu đã trong lúc mà kiếm được những cái con 3 sao và form được full đội hình là 2 sao anh em nhá. Form đội hình full 2 sao cái đã cho nó chắc. Rồi, trận này nói chung là cái, mấy cái con rồng các thứ nó ra rất là ít nhá. Đúng kiểu rồng tiệt đẻ luôn. Đây rồi, ủa, vừa chửi cái ra luôn. Hay quá bạn ơi. Ui lại ra này. Chửi lại ra nhiều thế. Thôi không cần nữa. Thế thôi. Đó. Ra lui luôn được, lui giả ba cũng được. Anh em ạ, lui giả ba luôn. Tí đề phòng đối thủ kẹp Doom điếc các thứ vào thì Doom vào con già. Chứ nó sẽ không Doom vào con Superman. Để cho tôi thoải mái được đánh. Gladiator cung đen 3. Ui trận này có nhiều cung đen 3 thế nhở. Gladiator cũng cung đen 3 ở đây. Nhưng mà ô nhưng mà làm sao bạn ơi. Nhưng mà làm sao bạn ơi. Ui trời. Hay quá. Trời. Và tôi vẫn ra những cái con gấu đá liên tục nhá. Ô sao clip trước không ra nhở. Clip này hình như là nó muốn bù tôi con gấu đá đây. Nhưng mà cái clip này tôi lại không chơi. Trong cái con game này tôi đâu có chơi đâu. Khổ. Giống clip trước mà ra gấu đá phải ngon không. Thế như lại. Nó lại thế nó trêu. Như là trêu người tôi. Đấy tôi không chơi thì nó lại ra. Mà tôi chơi thì nó lại cứ không ra. Nó lại ra trứng. Nó cứ ra trứng thôi. Trận trước nó cứ ra trứng anh em ạ. Rồi rồi. Nói chung là bây giờ tầm này vẫn chỉ có 3 Sportman thì liệu rằng con Sportman nó có thể lên được 3 sao không anh em nhỉ? Anh em nào mà xem đến cái đoạn này anh em cho ý kiến ở phía dưới comment nhá. Anh em nào đến đúng cái đoạn này anh em trích cái thời gian ở đoạn này anh em comment cho tôi để tôi xem nữa là anh em nào xem được cái đoạn này nào để biết được cái tấm lòng của anh em. Đánh giá được là anh em liệu có xem hết clip không. Đấy. Thường là tôi hay gài vào những cái đoạn như thế này để xem ông nào tua, ông nào không tua. Lấy đồ bây giờ lấy cái đồ gì nhỉ? Chén thánh hay là giáp xoay đây? Giáp xoay cũng ngon nhá. Chính ra nếu mà tương lai đánh với cả những cái thằng như kiểu Egosit thì lấy chén thánh nó không ngon bằng là lấy giáp xoay đâu. Anh em ạ. Giáp xoay này nó máu nó nhiều. Chén thánh thì nó giảm sát thương nhưng mà máu nó ít hơn. Máu nó ít hơn cái giáp xoay nó hồi nhiều máu lắm. Nó vừa hồi máu mà nó cũng gia tăng cái lượng máu, nó cộng thêm 1000 máu đấy anh em. Máu to. Lấy cái giáp xoay này ngon. Mà cái con Sportman này tương lai cũng đóng vai trò là cái con tăng cơ anh em ạ. Mà nó là tăng cơ tôi nghĩ là tôi sẽ cho cái giáp xoay nó ngon. Ok. Đó. Hay quá nhờ. Ui. Ấy anh em thấy chưa, bây giờ đi ăn được rồi này. Đấy anh em thấy chưa, lãy không ăn được thôi, bây giờ tầm này lại ăn được rồi. Celeji mạnh em ơi, Celeji nó mạnh, Celeji 9m mạnh lắm. Ok rồi, bây giờ Ron già 3 này, Thunder 3 và Sportman 3. Nhưng mà Sportman từ nãy giờ vẫn chưa thấy ra con nào anh em ạ, có gì đấy nó hơi sai ở đây. Trận này thế này là được rồi, không chơi được 5 rồng. Nếu mà chơi 5 rồng thì nó sẽ chơi kiểu 5 rồng 9m 4 gót thì không có Sportman. Nếu mà có level 13 chơi được 5 rồng. Nếu mà chơi được ở level 13 nhưng mà thôi. Không sao anh em ạ, tôi thấy như thế này là quá đủ rồi. Chỉ cần cái giáp băng thôi mà. Giáp băng là tung trưởng ngay được vào game là tung trưởng ngay được thôi. Đó. Làm sao bạn ơi, tất nhiên là cái bọn này thì nó lại không bị đồng đá. Ừ. Nhưng mà chưa chắc nó đã ăn được tôi đâu. Khỏe lắm anh em ạ. Tôi lấy cái giáp xoay rồi. Khỏe lắm, đấy anh em thấy không. Gladiator full 3 sao ở đây. Nhưng mà đấy anh em thấy không. Cái bộ này nó khỏe anh em ạ. CLG nó khỏe lắm. Ok. Thậm chí là không phải là vào phát tung trưởng 5 rồng luôn đâu nhá. Mà đây là tôi còn bắn theo kiểu bắn trưởng từ từ đấy. 9m hàng Ryu anh em ạ. 9m hàng Ryu nó lại còn kết hợp với 4 gót nữa nên là nó khỏe lắm. Rồi lấy cái Blink. Blink cho Grim trước đã này. Tí nữa cái Blink này tôi sẽ dành cho con Sportman.
Swordman lấy Blink tiếp cận vào co đối thủ hàng sau, xong rồi xoay cho đối thủ, coi như là co đối thủ coi như là đóng đá đến chết thì thôi, không thể nhấc tay lên được luôn. Đấy, đó chính là cái mà tôi muốn nói đến cho anh em, tôi muốn truyền tải cho anh em về cái con Swordman này ở trong cái bộ 9m. Ui, ốc lên được 3 sao này. Nhưng mà cái bộ fake này thì nó sẽ không kẹp được vào Merlin. Đấy, thế nên là vẫn không thể ăn được tôi đâu. Ok bạn ơi, tôi lại có chuỗi rồi này. Cái tầm này bắt đầu có chuỗi này thì chắc là còn lâu là mới mất chuỗi anh em ạ. Thôi tôi nghĩ là bây giờ là bắt đầu là có thể khẳng định với anh em là chuỗi này đến hết game luôn. Bọn nó gặp tôi là bọn nó lại khóc thôi anh em ơi. Cái tầm này bây giờ là không có cái cửa mà tôi khóc lần thứ hai đâu anh em ạ. Bây giờ cái tầm này là bây giờ nó đã form đủ bộ rồi. Bây giờ là nó mạnh rồi, Celeji nó gọi là mắc binh tối thượng rồi. Bây giờ thằng kia nó kẹp 4 Marine vào thì coi như là tôi còn có vẻ hơi ngại ngại một tí thôi nhá. Nhưng 4 Marine nó chỉ mạnh với cả cái bọn fake thôi. Bọn gọi là 9m fake ý. Còn 9m thằng Ryu này thì anh em biết là nó tung trưởng liên tục ý, thì nó khác. Đấy là tại cái lý do nó khác nhau với sức mạnh của hai cái bộ đấy. Đây là tôi phân tích cho anh em tại sao mà cái bọn 9m fake nó lại sợ 4 Marine. Bởi vì là cái bọn 9m fake ấy, sau khi nó tung trưởng một phát ấy mà đối thủ không chết ấy, là nó không thể tung trưởng lần thứ hai được nữa mà nó sẽ chết. Nó sẽ bị bọn kia nó sẽ đấm nó đến chết thì thôi. Nhưng cái bọn này thì nó khác anh em ạ. Bọn này nó là cái bọn hàng Ryu và nó còn kẹp 4 gót nữa. Khi mà tôi tung trưởng lần đầu mà nó không chết ấy, thì tôi vẫn còn lần thứ hai và lần thứ ba. Nó cách nhau nó chỉ có mấy giây thôi anh em ạ. Mà nhất là con Swordman thì nó lại xoay liên tục, nó không ngừng xoay luôn. Ở trong cái bộ 4 gót này thì nó không ngừng xoay luôn. Đấy nên là tôi cũng không sợ lắm đâu, tôi không ngại 4 Marine mà. Chơi với gót thì anh em biết là gót thì nó không sợ Marine, nó chỉ sợ là kẹp Doom thôi. Đấy nhưng mà tôi lại vừa là gót vừa là 9m. Thì kể cả nó có kẹp Doom vào, nó có kẹp Doom vào rồi nó có kẹp Marine vào, tôi cũng chả sợ. Tôi có nhiều co mà. Trong trận đấu này là tôi cho hẳn 3 con lên 3 sao luôn, cho bọn nó Doom thoải mái luôn. Thích Doom con nào thì Doom. Đấy, rồi. Cấm đánh 2 luôn cho chắc. Thế là coi như là phế được con cung đen đã này. Cấm đánh lên 2 sao là phế được con cung đen đã. Tí nữa tôi sẽ ghép thêm một cái giáp băng nữa anh em ạ. Thế này thì có cái cửa nào cho cậu này. Ok. Rồi, roll tiếp rồi. Ủi đấy ơi, thiếu một con anh em ơi. Đó. Ai nhỉ? Này thì cung đen, ồ cung đen cũng không nhấc được cái tay lên đâu bạn ơi, trừ khi là hóa thành zombie thôi. Hóa thành zombie thì còn bắn được, chứ còn nếu mà vẫn còn sống thì là không thể bắn được rồi. Ui đời ơi, còn 2 con nữa. Superman còn đúng một con nữa nhá. Ra đi bạn ơi. Ui đây rồi anh em ơi. Ôi xong rồi. Đây rồi, đây. Bây giờ tôi cho đồ cho con này. Tôi dồn đồ cho Superman cho nó xoay liên tục luôn anh em nhá. Đấy. Đây thì cái con cung đen làm gì có cái cửa mà nhấc tay đâu anh em ơi. À hay là cho Blink nhỉ? Blink ra sao anh em ạ? Này thì cung đen, để đấy xem cung đen nhấc tay hay không. Ui bị hỏa cốc luôn. Ồ hỏa cốc xong lại bị cấm đánh. Cấm đánh xong thì bị xoay đến chết rồi. Chả làm cái gì. Đấy bây giờ hóa thành zombie thì bắn được đúng không? Bắn đi. Ui giời. Bắn đi cũng chả giết được cái con này. Anh em thấy nó xoay liên tục chưa? Đấy cứ hết lại xoay. Xoay liên tục luôn. Swordman, chiến thần băng giá, chiến binh mùa đông của tôi. Làm gì có cái cửa đâu. Thôi được rồi, bây giờ nhá, tôi sẽ roll nốt thêm 2 con nữa lên 3 sao. Đưa con già và con Thunder lên 3 sao để cho đối thủ coi như là có cái định suy nghĩ lại ở cái việc kẹp Doom. Ồ. Đây rồi, một con nữa thôi bạn ơi. Một con Thunder nữa thôi. Đập trứng luôn này. Trứng đập cho Thunder luôn. Ui đây rồi, hay quá. Thôi được rồi, xong rồi. Bây giờ chắc chắn là Doom thì Doom vào con Thunder thôi. Đây rồi bạn ơi, đấy.
đứng đến chết thôi, có làm được gì đâu. Cung đen nói chung là cái tầm này chỉ có đứng im đến chết thôi anh em ạ. Tôi nghĩ là bây giờ đối thủ đang, tôi nghĩ là sẽ phải có một cái suy nghĩ lại về cái việc là dồn đồ cho con khác thay vì con cung đen. Con cung đen và dồn đồ chắc chắn đã phế rồi, bây giờ không làm gì được rồi. Bây giờ tôi nghĩ là đối thủ lên dồn đồ cho con súng, bởi vì con súng đam nó sẽ bé hơn con cung đen, và có con súng nó còn được bắn. Tôi nói thật, bây giờ dồn đồ cho con súng ngon hơn á. Đấy, ít ra là con súng nó còn được bắn, nó còn không bị cấm đánh. Đấy, cung đen thì thôi, bây giờ bị focus thì thế nào chả chết, có bắn được đâu. Bây giờ nếu mà dồn đồ cho súng là vẫn còn được bắn đấy, tôi nói thật. Dồn đồ cho súng thử đi bạn ơi. Thật, dồn đồ cho súng đi. Dồn đồ cho cung đen chết ngay. Mà thôi, tôi nghĩ là không có cơ hội nữa đâu. Bạn hết cơ hội rồi bạn ạ. Anh em nhìn con Swordman nó xoay cho đối thủ chỉ có đống đá đến chết, không làm gì luôn. Anh em thấy căng không? Rồi, cái bộ 9m tối thượng Swordman với chiến binh mùa đông quá càng anh em ạ. Anh em thứ hai để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian anh em có thể chọn clip bên trái cũng là Swordman, nhưng mà Swordman này thì ở trong cái bộ 9m fake thôi. Anh em hãy xem cái bộ 9m fake và đánh giá xem cái con Swordman trong bộ 9m fake nó có ngon không. Và anh em có thể chọn clip bên phải để xem tôi chơi cái bộ tối thượng 12 con nhưng mà nó là 5 rồng kết hợp với cả 9m và 4 gót anh em nhé. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc hoặc link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye!